tâm huyết, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc về hạnh phúc của toàn dân do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng nắng 9.670 kilo chu kỳ. Xin kính chào quý khán giả trên buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 17 tháng 9 năm 2021 và là buổi phát thanh lần 3779 của đài đáp lời sông núi. Sau phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây. Bạo quyền Việt Nam tiếp tục bắt bớ giới bất đồng chính kiến. Một người dân ở Bắc Giang bị kết án 3 năm tù vì chửi bới Việt Nam. Mấy công ty dệt may ở Tiền Giang lên điểm cầu cứu vì sắp phá sản. Trung Quốc nổi điên vì sập bước nguyên tử của Mỹ, Anh, Úc. Quân đội Nhật mở cuộc tập trận lớn nhất kể từ 10 năm qua. Trung Cộng thô sơ chiến hạm Đức kéo đến cảng. Chi tiết bản tin yêu kênh sẽ được quan tâm gửi đến quý khán giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chuyên mục đất nước đứng lên, Thanh Ngọc sẽ gửi đến một bài viết của Giuse Ngô Văn Kha với lời khẳng định trong phần kết luận. Lên tiếng đòi chính quyền phải hành xử công bằng, đòi quyền lợi cho mình cũng là đòi phẩm giá cho quyền làm người, quyền để đối xử công bằng, quyền được sống cho mọi người thấp cổ bé họng. Giữa chương trình quay cuộc bàn ngang tán dọc, tuần này sẽ thảo luận quanh chuyện Nguyễn Xuân Phúc du Bắc Mỹ. Sau cùng thưa quý vị, chương trình sẽ kết thúc với bài quan điểm.